các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Ở tiết trước, cô cùng các em đã tìm hiểu về kinh tế châu Phi. Và ở tiết này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn về các khu vực của châu Phi. Các em sẽ bước vào tiết 27, bài 32, các khu vực châu Phi. Trước khi bước vào tìm hiểu những nội dung chính trong bài 32, các khu vực châu Phi, các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 32.1, lược đồ 3 khu vực châu Phi và nội dung trong sách giáo khoa trang 100. Và cho biết, châu Phi được chia làm mấy khu vực? Châu Phi được chia ra làm 3 khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi và khu vực Nam Phi. Các em hãy quan sát lên trên lược đồ, xác định vị trí, giới hạn của khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi. Quan sát lên trên lược đồ, các em có thể thấy được khu vực Bắc Phi là nền màu hồng, khu vực Trung Phi là nền màu vàng và khu vực Nam Phi là nền màu xanh. Ở bài học ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu hai khu vực, đó là khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái quát tự nhiên ở cả hai khu vực. Phần khái quát kinh tế xã hội là nội dung được giảm tải và các em sẽ tự học nội dung này. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu khu vực Bắc Phi. Các em cùng quan sát lên lược đồ. Thì đây là vị trí và giới hạn của khu vực Bắc Phi. Và đây là các nước thuộc khu vực Bắc Phi. Các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình nhé. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu nội dung A nhỏ, khái quát tự nhiên. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 26.1, lược đồ tự nhiên châu Phi, kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa trang 101 và những kiến thức đã học. Các em hãy khái quát đặc điểm tự nhiên của khu vực Bắc Phi và hoàn thành vào phiếu học tập sau. Các em sẽ hoàn thành vào phiếu học tập ở khu vực Bắc Phi, được chia ra làm phía Bắc và phía Nam, có các thành phần tự nhiên như là địa hình, khí hậu và thảm thực vật. Đây sẽ là kết quả của phiếu học tập về khái quát đặc điểm tự nhiên của khu vực Bắc Phi. Các em sẽ cùng quan sát vào lược đồ và quan sát lên trên màn hình. Ở phần phía Bắc của Bắc Phi, về địa hình thì các em sẽ quan sát vào cái bảng phân tầng địa hình ở trong bảng chú thích. Như vậy thì ở phía Bắc chúng ta thấy được là cái nền màu đó là nền màu đậm. Và các em thấy được là ở phía Bắc có dãy núi Atlas. Đây là dãy núi trẻ duy nhất ở châu Phi, nằm ở rìa phía tây bắc của châu lục này. Địa hình tiếp theo đó là địa hình đồng bằng ven địa Trung Hải và các sườn núi hướng biển. Về khí hậu ở phía bắc của Bắc Phi thì các em sẽ cùng quan sát vào lược đồ các kiểu khí hậu ở châu Phi. Thì các em thấy là ở phía bắc nền màu của nó là tương ứng với kiểu môi trường địa Trung Hải. Vì ở đây địa hình chủ yếu là đón gió, cho nên là khí hậu địa Trung Hải có mưa nhiều. Về thảm thực vật thì phát triển về rừng sồi, rừng dẻ, phát triển rậm rạp và phát triển trên những cái sườn núi đón gió. Ở phía nam của Bắc Phi thì các em thấy là ở phía nam được bao phủ bởi hoang mạc, đó là hoang mạc Sahara, hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. Về khí hậu thì các em thấy được là ở phía bắc thì một nền màu vàng bao phủ toàn bộ. Như vậy thì khí hậu là khí hậu hoang mạc nhiệt đới, rất khô, nóng và lượng mưa không quá 50mm trên năm. Về thảm thực vật thì với khí hậu hoang mạc khắc nghiệt như vậy thì savan và cây bụi gai thưa thớt, cằn cỗi. Trong những ốc đảo thì cây cối phát triển xanh tốt và thực vật chủ yếu là cây trà là.
Khi em sẽ quan sát một số hình ảnh về tự nhiên Bắc Phi ở vùng núi Atlas và Địa Trung Hải. Rừng cây sồi, rừng cây dẻ và hạt dẻ, rừng savan, cây bụi và động vật. Dãy núi Atlas nằm ở tây bắc của châu Phi, với độ dài khoảng 2.500 km, đi qua Maroc, Algeria và Tunisia. Dãy núi này phân cách bờ biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương với hoang mạc Sahara. Đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Atlas đó là ngọn núi Taoukhan ở tây nam của Maroc với độ cao 4.167 m. Các em sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về tự nhiên Bắc Phi ở hoang mạc Sahara. Hoang mạc Sahara với diện tích là 9,4 triệu km2 là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất trên thế giới và bao phủ lên hầu hết những vùng rộng lớn của Bắc Phi. Xương rồng là thực vật đặc trưng ở miền Sahara với khả năng trữ nước trong thân. Lạc đà là động vật đặc trưng ở Sahara với khả năng chịu đói, khát và đi xa để tìm thức ăn, nước uống. Thực vật chủ yếu trong các ốc đảo là cây và quả chà là. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu khu vực thứ hai, đó là khu vực Trung Phi. Đây là vị trí và giới hạn của khu vực Trung Phi. Các em sẽ quan sát lên trên màn hình. Đây là các nước thuộc khu vực Trung Phi. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần nội dung khái quát tự nhiên. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 26.1, lược đồ tự nhiên châu Phi, kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa trang 103 và những kiến thức đã học. Các em hãy so sánh sự khác biệt giữa tự nhiên phần phía Tây và phía Đông khu vực Trung Phi và hoàn thành vào phiếu học tập sau. Đây là kết quả của phiếu học tập khái quát đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung Phi. Về phần phía Tây, thì địa hình chủ yếu là các bồn địa. Về khí hậu ở phần phía Tây, thì các em quan sát lên trên màn hình, các em có thể thấy được là ở phần phía Tây, khí hậu gồm có kiểu khí hậu là xích đạo ẩm, với khí hậu nóng, mưa nhiều, có đất đai màu mỡ, và khí hậu nhiệt đới. Có một năm trong năm thì có một mùa mưa và một mùa khô. Về thảm thực vật thì ở môi trường xích đạo ẩm, thảm thực vật sẽ là rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Và ở môi trường nhiệt đới thì thảm thực vật là rừng thưa và savan. Còn ở phần phía đông của khu vực Trung Phi, trước đây được nâng lên rất mạnh nên có độ cao lớn nhất châu Phi. Dung nham núi lửa phun trào bao phủ nhiều vùng rộng lớn. Trên các bề mặt sơn nguyên có các đỉnh núi cao và nhiều hồ kiến tạo sâu, dài. Đông Phi thì có khí hậu gió mùa xích đạo. Trên các sơn nguyên quanh năm mát dịu hình thành nên kiểu savan công viên độc đáo. Còn trên các sườn núi mưa nhiều có rừng rậm bao phủ. Sông Congo là một con sông ở miền Tây Trung Phi. Con sông được hai quốc gia lấy tên theo nó là Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Congo. Với chiều dài 4.700 km, sông Congo là sông dài thứ hai ở châu Phi sau sông Nin và là một trong những con sông dài nhất trên thế giới. Các em sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về tự nhiên ở Trung Phi, như là rừng rậm xích đạo, rừng rậm nhiệt đới, động vật đặc trưng là ngựa vằn. Đây sẽ là nội dung ghi bài của các em ở bài 32, các khu vực châu Phi. Các em sẽ ghi hai nội dung này vào vở ghi của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ ghi bài vào vở và xem trước nội dung của bài 33. Cùng với đó, các em sẽ xem lại nội dung của các bài từ tuần 8 trở về sau để chuẩn bị cho tiết ôn tập
kiểm tra học kỳ 1 ở tuần 15.